Chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và ngày hôm nay thì wow, đỏ nha, đỏ là hên đó, đỏ là may mắn, không biết có may mắn chưa không chắc nha. Có khi mặc màu đỏ mà nó không hên à, quan trọng là duyên chưa tới, số chưa tới, chưa gặp lại nhau thôi. Hy vọng nay sẽ có duyên có số. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Hạ màn. Em thích người bạn trai đó, ví dụ có thể là dám nói hoặc là bụng bơ gì phải thì càng tốt. Gì vậy? Mời bạn trai ra sân khấu. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Bạn tên là gì? Em tên là Hoàng Ngọc Tú. Hoàng Ngọc Tú. Dạ. Tên nghe dữ dội nha. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên kỹ thuật ngành nhựa. Ngành nhựa. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi anh. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ mình bước ra sân khấu nha. À, xin mời bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người ạ. Chào, em tên là Phùng Thị Huệ, em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em đó là giáo viên mầm non ạ. Huệ hả? Dạ. Bên đây có vẻ khan tiếng hả hay sao? Hay là giọng bình thường vậy? Dạ, em bị khan tiếng á chị. Chắc là la mấy em quá phải không? Dạ chị, đầu năm công việc của bên em nó nhiều quá chị. Dễ thương quá. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 ạ. 29? Dạ. Coi như là rất là hợp đấy. Hơn tuổi là hợp lý lắm. Cụ thể cái chuyện việc bạn làm là gì? Em làm về sản phẩm của nhựa, như những cái ghế, những cái chai nước, ghế nhựa, chai nước kia. Dạ, rồi thế bạn kỹ thuật là làm ra nhựa hay là từ cái nhựa chế ra chai? Dạ, từ cái nhựa em chế ra. À, thổi ra cái chai đúng dạ. Không? Bạn làm bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em làm về ngành này cũng được hơn 3 năm rồi. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À, quê bạn ở đâu? Dạ, em ở Bắc Giang. Bắc Giang. Dạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, làm và học ở trong này cũng được 8-9 năm rồi. 8-9 năm. Đến đây tìm người yêu. Em tìm cả vợ luôn. Cả vợ luôn. Vâng. Có người yêu chưa? Dạ, chưa. Nói chứ em cũng có một lần có người yêu rồi. Một lần thôi, dạ. Bao nhiêu năm? Dạ cũng 4-5 năm nay. Dạ. Rồi hôm nay mình nói chuyện mới đi ha. Dạ đúng rồi, chuyện mới đúng rồi. À, bây giờ Huệ giới thiệu một chút về mình. Em 28 tuổi là cũng là lớn rồi đó. Dạ. À, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có trải qua 3 mối tình chị. Cái cuối cùng nữa là cách đây bao xa rồi? Cái mối tình cuối cùng của em là cách đây 1 năm chị. Rồi bỏ qua mấy cái cũ, bây giờ mình nói cái mới. Tại sao 1 năm nay vẫn chưa tìm được người nào? Em cũng không rõ nữa chị. Tại khi mà em cảm nhận về một người, tức là mình nhìn bề ngoài mình có cảm tình với người ta thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Còn nếu khi mà mình có gặp nhau mà mình mà không có thích thì mình sẽ dừng lại đó. Mà trong cái khoảng thời gian đó em không có gặp được người nào mà em ưng, em không thích nên em không có quen ai hết. Và bạn thấy tự thấy cái điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là rất là vui vẻ chị. Vui vẻ, dí dỏm và em rất là thân thiện với mọi người. Tuy là em là giáo viên mầm non nhưng em rất là yêu thích thể thao, nhất là môn đá banh này chị. Vậy quê đâu vậy? Dạ em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Thanh Hóa qua Bắc Giang gần không? Chắc khoảng 200-300 cây ạ. Ờ, nhưng mà cũng trên một chuyến đi đúng không? Dạ. Ra tới Thanh Hóa xong đi qua Bắc Giang, ra Hà Nội đi Bắc Giang. Về luôn đấy. À, về luôn đấy. Hồi xưa giờ tôi Hoài đi về quê mấy với mấy người? Dạ em toàn đi một mình ạ. À. Đi một năm là em về quê một lần, Tết là em về. Thế mọi người ở quê với cha mẹ em cứ bảo là sao người ta cứ đi một về ba mà sao mày cứ đi một về một hoài vậy? Bạn có thích đi một về ba không? Dạ em thích đi một về ba anh. Ưu điểm của bạn là thấy rồi. Mình có cái gì nó thế yếu của mình không? Cái điểm yếu tức là những cái môn mà thuộc về năng khiếu, ví dụ như là hát hoặc là múa hoặc là vẽ thì em rất là hạn chế. Có nghĩa là học trò em hát bậy bạ không phải không? Không, không có bậy bạ chị. Hát cũng đúng nhưng mà nhiều khi trẻ nó còn hát hay hơn cô ấy chị. Vậy hát rồi thua học trò nữa, còn bạn hát hay được không? Em hát kinh lắm mấy người. Ở Bắc Giang mà hát hay lắm mà. Em hát dữ lắm. Gần nó gần Bắc Ninh nữa, thành ra là dạ. À, quan họ này kia là cũng biết biết nhưng mà nó dữ lắm anh. Đâu làm thử coi sao. Em hát thử một đoạn thôi. À.
Người ơi, làng quan họ quê tôi, cửa đình ngô bán nguyệt, chỉ cá tựa mạn thuyền. Anh hai ngồi bé lái, quan họ về là về trao duyên. Ấy quan họ về trao duyên. Cũng được. Nãy giờ thấy bạn cầm quyển sách, bạn cứ mân mê cùng quyển sách đó. Lý do tại sao nay cầm quyển sách đến đây? Dạ, em muốn... Muốn gì? Muốn đọc. Bạn nghe bạn nữ đó nói những ưu điểm và khuyết điểm của mình, của bạn ấy, còn mình? Em thì được cái là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Hay gì nữa? Sở thích thì em, trước đây em đi theo học ngành cơ khí, máy, cũng cái duyên đưa đến ngành nhựa thôi. Còn thực ra em thích là thích nuôi chim, nuôi cá, thích nuôi cá lồng lắm. Em nhìn là em thích à? Vậy khuyết điểm? Hát dở mà em lười giặt đồ lắm chị ơi. Rồi còn lười gì nữa? Dạ, làm biếng hẹn hò nữa. Chị ế là đúng rồi. Trời ơi, tại sao thước tha như vậy mà là thích đá banh là sao? Em cũng không có hiểu đó chị. Khi mà có tổ chức là mình tham gia vào. Khi mà lúc vào sân là mình cứ tưng bừng ngoài sân rồi đó chị. Mà đứng ở cái vị trí nào? Dạ em thường đá tiền đạo chị. Dữ là tiến lên phía trước không vậy hả? Quá dữ. Có sút vô được cú nào chưa? Chưa chị. Từ đó gì đó, tiền đạo mà chưa đá như thế nào là tiền đạo cái gì trời. Bạn trai có thích bạn gái đá banh không? Được, được. Được hả? Thiệt lắm. Bạn muốn tìm cho mình một cái người yêu và đi đến hôn nhân gia đình luôn đúng không? Dạ. Nếu tìm được thì chúng ta sẽ tính chừng nào để tổ chức? Càng sớm càng tốt anh ạ. Tôi sẽ qua xem thử cô gái bên này như thế nào. Đá banh á. Chào cô giáo. Giọng rất là đặc biệt nha. Thích về Thanh, về Bắc Giang không? Dạ em thích anh. Cứ có người rủ em đi là em thích rồi anh. Em chào hoài trả vai rủ em. Chào hoài trả ai rủ em à? Thế rủ em đi không? Rủ em phải đi chứ anh. Đang chờ mà. Cưới ngay á. Làm luôn. Thế bây giờ bạn thích cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Rồi chị qua chị coi mặt cho em nè. Chị em thích người bạn trai đó. Vui vẻ. Dạ, dí dỏm. Còn về hình thức thì trên trung bình là được. Và ví dụ có thể là chán nói hoặc là bụng bơ chị. Càng thì càng tốt. Gì vậy? Bụng càng tốt quá. Là sao? Chán hói bụng bơ càng tốt là thích? Bụng bơ to hơn anh Quyền Linh càng tốt. Lý do? Em nghe người ta bảo là bụng bơ mới có tướng làm quan chị. Còn chán hói thì mới thông minh. Em nghĩ vậy nhưng mà em ngẫm rồi. Thường những người chán hói người ta thông minh lắm. Lần đầu tiên gương này lạ luôn nha. Gương quá lạ. Thấy ai cũng nói là không thích bụng bự. Chán này có hói không? Cái vuốt vuốt lên chút xíu thôi. Cho cao cao lên xíu hói. Mà có cái điểm nào không thích ở bạn trai không? Em ghét nhất là bạn trai mà khi mà nói chuyện với em, mọi người hoặc bạn gái hoặc là người lớn mà cái mặt mà cứ vênh vênh hoài vậy. Sao này tay cứ như kiểu là nhổ râu ấy chứ. Nhìn nó cứ đều đều kiểu thế ấy đi. Tôi thích bạn này rồi đó nha. Cô kia hơi cá tính đấy. Được á. Dễ thương lắm. Coi cái anh bên này sao. Hả? Sao chị? Bụng quá bự. Thích cái mẫu người con gái thì sao? Em chỉ cần một người con gái chân thành, biết đối nhân xử thế với người lớn là được rồi. Không thích điểm nào? Lẻ lẻ quá là em không thích. Đơn giản thôi. Tiền ai giữ? Thì tất nhiên là vợ giữ rồi chị. Miễn là vợ đưa cho mình đủ tiền đổ xăng với tiền nhậu bữa được anh nhỉ? Anh cứ rủ em đi nhậu là em cho anh tiền đi nhậu luôn. Em ơi, em có nhậu nhiều không? Em mà nói chung là cũng tạm tạm anh. Anh rượu chè để cờ bạc thì không, bia thì có uống, dạ. Không có thì đi mua. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đến với cô em ạ. Cô. Dạ chào cô. Chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Dạ. Chào cô. Cô của Huệ. Dạ. Bình thường ở nhà Huệ vui vẻ, vui tính, dí dỏm vậy hả cô? Còn hơn thế nữa. Hơn vậy nữa. Cô thấy cái anh chàng bên kia có hợp với Huệ không cô ha? Nếu mà nói về chiều cao ấy thì cũng được. Rồi nếu mà nói đòi bụng bự thì không có. Bụng bự là không có rồi. Nhưng mà dễ thương không cô? Cũng được, dễ thương rồi cũng hơi ốm quá. Ăn nhiều bồi dưỡng chán vô. Chán hói thì cũng không hói nhưng mà chán cao, được. Rồi, còn bạn Tú. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, em lúc đầu thì bạn em nói là đi cùng em mà đến lúc phút chót lại không đi được. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Kéo màn lên. 2 phút dành cho cặp đôi, bắt đầu. Gì mà bất ngờ vậy, gì mà gặp người ta mà. Chào em. Dạ, em chào anh.
anh thấy em sao? Nhìn như vậy mà dễ thương lắm. Anh cũng dễ thương nữa. Bao dễ thương cho anh luôn. Chứ em thấy anh sao? Nói chung là cũng thích thích à. Thích thì bây giờ làm thế nào? Anh thích thì bây giờ em có ý kiến nha. Anh về đậu của em đi. Em có chăm được anh không? Anh gầy lắm á. Anh yên tâm, cái gầy mẹ em nuôi khắc mập mà. Thật nha. Thế không có lo, em ví dụ như là xấu thì nhiều khi mình tốn nhiều chi phí thôi. Còn mà gầy thì ăn nhiều cũng thành mập vậy là. Mà muốn bụng bự thì nhậu nhiều, bụng khắc bự. Anh nhậu nhiều lắm á. Nhậu nhiều thì tốt chứ sao mà. Nhậu cứ cho em đi cùng là ok rồi. Vậy nha. Dạ. Phải phải có em đi em mới chịu, còn không có em đi anh ở nhà. Thì anh cho em đi. Dạ. Vậy không say không về hả? Rồi rồi rồi, nhậu mà dắt em đi hoài cuối cùng bụng ai bự. Cho người ta đi ta uống một mình bụng ta mới bự được chứ. Bây giờ hỏi câu này nè, bây giờ chừng nào kết hôn? Kết hôn đẻ mấy đứa? Anh chừng nào anh lấy em. Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ anh thương. Anh chừng nào anh lấy em. Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Đồ. Anh đánh nhanh ngồi chậm mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không có thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Thẳng thắng rồi đi, đúng rồi. Bao giờ? Ok. Bao giờ? Cuối năm, cuối năm. Ok. Cuối năm. Dạ. Em theo anh về Dinh ha. Dạ, ok. Để mấy đứa. Cái này thì em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. 3. Anh Tổng Dinh thì sao? Quyết định chứ, rồi em quyết định đâu có được. Trời, đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi trang rồi. Khoan khoan em. Anh tặng em cuốn sách này. Dạ, em đọc. Thầy em đọc nha. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai đối diện trước mắt em? Em bảo là em thích rồi mà. Hiện tại giờ là thích rồi, còn về tìm hiểu sau. Thích rồi thích cái gì? Chả biết rồi, thấy thích thích vậy thôi. Em cái gì mà đập vào mắt em đầu tiên? Em thấy anh hiền lành á. Thấy cũng tươi. Tươi? Tươi chỗ nào? Ông nhóm nhắc cái queo tươi gì? Tươi là tươi cười á chị. Rồi bạn nam, bạn thấy cô gái thế nào? Không, bạn vui tính, rất hợp với mình á. Hợp không? Hợp lắm. Có thấy khớp, thấy sợ gì không? Không sợ gì em chị. Không sợ gì phải không? Em nhìn vậy thôi nhưng mà ghê phải không? Lù khù rồi. Rồi đó. Không biết nổi không? Thôi hai đi em. Thôi anh về mình tính sau. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đến để quyết định. Tâm sự vậy đủ chưa? Hiểu chưa? Dạ được rồi. Hiểu rồi ha. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ để quyết định nhấn nút hẹn hò với nhau hay là không. 1. Có nhấn không? 2. Chúc mừng hai bạn. Hai người dễ thương, ấn tượng chứ. Tôi hỏi với cô gái là nếu như ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thích quá. Nắm tay nhau đi. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Cười. Điện giật, điện giật. Hả? Điện giật. Cảm nhận thế nào? Không, không cho hôn. Quen bao lâu mới cho hôn? Thôi em thích là em chủ động hôn trước rồi đó. Thế bây giờ thích đi. Giờ chưa thích mấy. Nếu như chàng trai không nhấn nút thì sao? Không nhấn thì em cũng nhấn, kệ chứ. Mình thích là mình cứ thích đúng không? Dạ, thích là việc của mình, còn người ta không thích không là việc của người ta. Cá tính. Dạ. Rất là cá tính. Chúc mừng hai bạn. Một cặp vé xem phim. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thời gian nhiều nữa để trò chuyện cùng với nhau. Dạ. Cảm ơn chương trình ạ. Đây là phần quà tặng cho hai bạn. Đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Thơm miệng để làm gì chị? Để hôn nhau. Trời ơi, còn hỏi nữa. Rồi, hai người nắm tay đi. Đó là chia đôi đó. Chừng hồi rồi cái lộn, chia đôi. We'll be right back.
quen thì người phụ nữ của em là đừng có xăm hình. Chết rồi, bên nay đi xăm từ lưa hết trơn, tiêu rồi. Và bây giờ thì đã thừa thắng rồi, phải xông lên. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai trong ngày hôm nay. Xin mời Hạ Mạn. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rồi, chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em chào chị và em chào anh Quyền Linh. Em chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Diễm My. Năm nay em 23 tuổi chị. Hiện tại đang là nhân viên công ty giao nhận vận tải. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 24 tuổi. Hiện tại em là kỹ sư cơ khí. Mình nói cụ thể việc của mình cho chị My được biết. Thì hiện tại là em đang làm công ty mắt kính Việt. Hiện tại là đang trưởng một phòng của tổ kiểm, kiểm hàng, kiểm kính trước khi là giao xuống Hồng Sơn. Những người này rất là khó tính đúng không? Dạ đúng rồi, em đặc biệt khó tính. Khó tính? Dạ. Khó tính khi kiểm tra, rồi khó tính trong cái chuyện tìm bạn gái nữa đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng hơi khó tính. Diễm My, hồi nãy em nói về cái công việc em ở trong công ty vận tải đó. Em hay nói rõ hơn, cụ thể hơn về công việc của mình một chút xíu không? Trong công ty thì em làm kế toán. Làm kế toán thanh toán. Mà khi mà khách hàng về á thì em sẽ chịu trách nhiệm đòi nợ. Đòi nợ? Dạ. Thường thường đòi là được hay là không, có khi nào không được không? Đòi thì đa số là được, còn vẫn còn một số người ta lại không chịu trả. Vậy hả? Lúc đó thì mình lại dùng cách khác chị. Cách khác là cách gì? Năn nỉ chị ơi. Thì là năn nỉ cũng giỏi lắm đúng không? Thế bây giờ sở trường của em là gì? Em thích may trang phục. Dạ thích cắm hoa. Rất là nữ tính. Vậy bạn đưa ra cái chuẩn một người bạn trai mà mình mong muốn là như thế nào? Dạ em thích bạn trai của em là phải cao chị. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m58. Không muốn con trai cao bao nhiêu? Dạ 1m68. Thiếu 3 phần. 65. Được không? 65 được không? Vậy. Thôi mình du di chút đỉnh đi. Ha. Dạ. Rồi ngoài cái chiều cao ra còn gì nữa không? Dạ em thích là bạn nam là biết chơi thể thao. Chơi thể thao không? Dạ có. Chơi môn gì? Môn thể hình là đầu tiên, là thứ hai là môn bơi lội. Rồi còn gì nữa không bạn nữ? Dạ em thích cái bạn nam đó thì nói chuyện vui vẻ một chút, biết quan tâm tới cảm nhận của người khác. Đây thấy cũng có chiều sâu lắm đấy. Rồi bạn yêu cầu gì? Dạ thì em quen thì một người phụ nữ của em là phải là nhất là lễ phép, thứ hai là dễ thương, dễ nhìn và dễ gần gũi. Nói chung là biết cách chia sẻ những công việc khó khăn, đừng lúc nào cũng giấu kín, đừng có xăm hình. Tại vì bạn em cũng xăm, thấy xăm đó, em thấy nhìn em ghê quá, em sợ luôn. Chết rồi, bên nay đi xăm từ lưa hết trơn, tiêu rồi. Ở bên đây bạn thấy, tôi thấy bạn cầm theo cây sáo là sao? Tức là trương chi đó hả? Dạ thì em thì thổi tiêu thổi sáo cũng không ai lắm. Nhưng mà lâu lâu buồn cũng lấy ra ngồi thổi nhâm nhi. Buổi sáng trước khi đi làm cũng nhâm nhi một vài sáng sớm mà thổi sáo. Tao làm thử một khúc coi có khè được bên này không? Thử đi. Dạ rồi sau đây em thổi bài Romeo Juliet ạ. Đoạn cuối hơi rung, nó quên mất nhịp. Nó đặc trở như mối tình vui như thế thì thôi. Cảm ơn của Diễm My khi nghe tiếng sáo của bạn trai bên kia là như thế nào? Dạ em cảm thấy là anh thổi sáo nghe cũng khá hay. Chị cũng thấy được lắm. Dạ em thấy là có cái trục trặc ở cuối thì phải coi lại nha. Thế là khắc phục sao được. Khắc phục sao được. Bạn nữ ơi, mấy cái người thổi sáo người ta hay buồn lắm. Buồn bất chợt lắm. Người ta gọi là tự kỷ đó hả? Không, mấy người thổi sáo đỡ, mấy người thổi kèn nguy hiểm em. Thổi kèn phút cuối rồi đó, kèn lá rồi đó nguy hiểm lắm. Bây giờ em không thích cái gì hả người đàn ông? Dạ em không thích một người nói quá nhiều. Bây giờ mỗi lần hai bạn mà nóng lên cái lộn là bây giờ bạn gây gì bạn gây bên kia cầm cái sáo ra thổi bạn chịu không? Em sợ tới đó anh thổi không nổi nữa thôi chứ. Tại bên đây nhiều chiêu em chơi. Có ảo thuật luôn. Ảo thuật mà. Chào chị ạ.
lành quá. Bây giờ là thích cái gì ở người con gái? Là biết ngoan. Có thích cái ngoại hình sao không? Cao ốm? Dạ có, thân hình vừa phải vừa phải. Cái mẫu người giống Tăng Minh Hà rồi. Cái lại ông. Bên này đẹp lắm, bây giờ lỡ có cái hình xăm nhỏ nhỏ thôi di du được không? Du di chứ mà lộn. Dạ được. Con dạ, này chắc... được lắm, ráng nghe không? Dạ. Được. Em tin tưởng chị. Tin. Tin tưởng chị Cát Tường hả? Chưa chắc đâu. Có chồng chưa? Dạ từ từ rồi. Ví dụ bên đây muốn tính liền sao? Cái đó thì thương lại thương lượng sau anh. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để thương lượng ha. Kéo màn lên cho hai người gặp mặt với nhau. Che che cái hình xăm nha. Hình xăm bự lắm. Xăm chiếc lá ngay cái lỗ mũi. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. Em có bông. Sorry quên mất. Trời ơi. Dạ rồi em cảm ơn. Cô gái mà con người nhắc thôi. Em có thích vào cuối tuần hay đi chơi không? Dạ em cũng rất là thích đi chơi. Em thích đi dã ngoại không? Em thích đi nơi nào đó có phong cảnh đẹp. Vì anh có có một cái khuôn viên rất là hữu tình. Chắc được. Dạ. Có thấy giống Tăng Thanh Hà không? Dạ cũng có nét giống á. Em nghĩ sao nếu anh hẹn họ đi chơi với em mà ảnh cứ tự nhìn em mà tưởng tượng đang đi chơi với Tăng Thanh Hà? Dạ không, thì Tăng Thanh Hà tối nhìn thôi chị. Nếu như mà ảnh tưởng tượng em mà Tăng Thanh Hà thì em cứ nghĩ ảnh là Lưu Đức Hoa thôi. Dạ đúng rồi. Cái tính của em rất là bướng. Thì nếu như trong quá trình hẹn hò đó mẹ em nổi lên em bướng quá thì anh sẽ làm như thế nào? Tại vì nếu mà anh suy nghĩ cái này, tại vì tính anh cũng vậy, nhưng mà anh suy nghĩ trước rồi là khi em bướng anh nhìn anh sẽ kìm xuống tặng em một bó hoa được rồi. Thí dụ giờ chỉ giận nè, đó làm gì làm đi. Thì em giận lắm rồi đó. Rồi giận thí dụ. Em ơi em đừng giận nữa em ơi. Thôi lên nổi. Đó là cái chiêu thức của mình đó, mình để cho người ta cười thôi. Chứ mình ra mình hát cũng rất là được. Trời ơi. Được không em? Thấy được không em? Vui chưa? Dạ, dạ vui. Mấy chiêu này cũng được ha. Dạ. Còn một câu nói nữa, thật tình cảm vô trước khi chúng ta tiến hành bấm nút. Hôm nay đến chương trình thì cũng gặp em là một điều hạnh phúc, đúng không anh? Anh muốn hẹn hò với em rồi. Okay. Mình chấp nhận hẹn hò. Yeah. Nói không miệng giật 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 cũng rung á. Tôi muốn giật giật mặt cũng giật giật vậy đó. Gặp đối tượng rồi. Lúc trước em không có rung dữ á, bây giờ sao rung dữ? Tim em đập thình thình. Em đâu có ăn thịt em đâu. Thế còn Jimmy, bạn cũng nói một câu nào đó với bạn nam của mình. Dạ, thì nói chung là trước ấn tượng đầu tiên của em về anh á là cũng thấy dễ thương. Nói chung là có rất là nhiều cái tính cách, nét tính cách giống em. Còn sau đó thì thôi mình đi công viên nói chuyện xong. Cái chỗ mà thơ mộng đó đó, em thích lắm á. Thôi bây giờ mình quyết định suy nghĩ có bấm nút hay không nè, mình biết mình có đi công viên hay không nè. 3 2 1. Hy vọng trong những cuộc hẹn hò đó chúng ta hiểu nhau nhiều hơn và những cái điều tốt đẹp. Tương lai đang chờ các bạn. Tôi xin gửi tặng cho bạn cặp vé xem phim để tìm hiểu nhau. Đây, đem sản phẩm này vô công viên. Xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cái này mình xịt ở nhà đấy chị. Muốn xịt đâu xịt. Chúc hai bạn đi công viên vui vẻ. Bây giờ về hai đứa mình đi công viên. Dĩ nhiên rồi, tới công viên coi thú. Coi thú. Và bây giờ thì Quyền Linh và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.